có những cái chính sách gì mà liên quan đến để hỗ trợ doanh nghiệp nhỉ, đặc biệt là sau cái đợt Covid ấy. Anh thấy là nó cũ nhất là cái chính sách mà giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% đến 8%, thì không biết có Đặc biệt phải là gần đây thì có quyết định rồi đúng không, là đúng tiếp rồi. tục được giảm thuế giá trị gia tăng từ tháng 7 đến tháng 12 đúng không? Ngoài ra thì còn một cái phần gì nữa nhỉ? Vì hôm nay mình sẽ liên quan đến lúc mình mà nộp tiền mà đúng không? Mình liên quan đến phần mà thì đó chính là việc mà được tiền thuế ạ. À. Đó là năm 2024 là các doanh nghiệp sẽ tiếp tục được gia hạn thời hạn nộp tiền thuế, thì có hoặc tại một số cái phần liên quan đến gia hạn ở đây. Thứ nhất là đó, đối với thuế giá trị gia tăng thì thuế giá trị gia tăng thì mình sẽ được gia hạn thời hạn nộp thuế thì đến thuế là tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9. Tính đối với tháng 5 ạ, tháng 5 thì thời hạn nộp tiền thuế của mình sẽ được gia hạn đến ngày 20 tháng 11. Ví dụ như trước đây ấy thì là tháng 5 thì mình sẽ phải kê khai muộn nhất là ngày 20 tháng 6 đúng không, đồng thời phải nộp tiền thuế vào ngày hôm đấy, nhưng bây giờ mình sẽ được gia hạn sang ngày 20 tháng 11 là mình được gia hạn 5 tháng về nộp tiền thuế này. Thứ hai là nếu mà trường hợp mà mình kê khai theo quý ấy, thì mình cũng được gia hạn. Đối với quý 2 thì cũng gia hạn sang ngày 20 tháng 11, và quý 3 sẽ được gia hạn sang ngày 20 tháng 12. Như vậy thì là khi mà được 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 cái chính sách này ấy, thì cũng phần nào giúp doanh nghiệp giảm áp lực về về tài chính đúng không? Ngoài ra thì đối với khi mà như thế này này thì mình sẽ không lo cái việc mà sinh lãi chậm nộp liên quan đến thuế. Nhưng mọi người lưu ý nhá, nhiều khi là có thể một người đọc người lại nghĩ rằng là gia hạn này lại là gia hạn tờ khai đâu, không được đâu. Mình đây là chỉ là gia hạn tiền thuế, còn về tờ khai mình phải thực hiện nộp theo cái thường của mình ạ. Tiếp theo ạ, đó là gia hạn về thời gian nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Thì về thuế thu nhập doanh nghiệp cũng sẽ được gia hạn đối với phần tiền tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý 2 sẽ được gia hạn 3 tháng ạ. Tức là sang ngày 20 tháng 11 thì mình mới phải nộp cái tiền nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của quý 2. Rồi, ở đây thì em lại có tình huống liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp cho mọi người nhé. Đó là nó liên quan đến cái phần mà tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ấy ạ. Thì có một câu hỏi đây nhá, là chắc là người có thắc mắc không, là có cái quy định là tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thì nếu mà trong năm mà doanh nghiệp không nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ấy, trong năm không nộp thuế thu nhập doanh nghiệp mà chỉ tạm nộp một lần vào quý 4 năm hai quý 4 thôi, mà ví dụ như quý 1, quý 2, quý 3 không tạm nộp, mà quý 4 tạm nộp thôi, thì có bị phạt ở đây không? Quan điểm của anh Long ở đoạn này thế nào? Này chắc là phải để cho Hoàng Anh hướng dẫn rồi. Vâng, thực ra thì là hiện tại nhá, theo em thấy là dù là theo quy định là mình cần phải nộp theo từng quý về thuế thu nhập doanh nghiệp, nhưng mà quy định thì mới chỉ yêu cầu là tổng số tạm nộp năm của quý ấy thì không hơn 80% của cả năm. Thì nếu hơn cái 80% này thì mình mới phải nộp cái lại nộp của phần phần đấy đấy. Thì mọi người lưu ý nhé, là mặc dù có thể là cái một cái cấp ba mình có thể, nếu mà mình nộp được cái sao, bởi vì là mình chia cái phần mà cái chỉ được rồi thì mình mỗi lần mình được một ít ít thôi thì nó không bị nhiều, nhưng khi mà mình nộp phải nộp nhiều một lúc thì là nó sẽ tự nhiên mình số lượng lên lớn hơn đúng không, thì mình sẽ thì đối với trường hợp như vậy thì là em lưu ý với mọi người là đối với mình sẽ cần phải tạm nộp của mỗi quý không được thấp hơn 10% số thuế mà phải nộp cả năm. Và cái deadline mà nộp thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp thì anh Long có biết là ngày bao nhiêu không ạ? Kết quả thuế Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp, cái mà tổng vốn quý mà thu được thấp hơn 80% ấy thì anh Long có biết là ngày bao nhiêu không ạ? nó là phải là năm trong một, tức là cái kết thúc cái kỳ của báo cáo. Vâng, đúng rồi ạ. Nó sẽ là ngày 30 tháng 1 mọi người nhé, chứ không phải là ngày 30 tháng 1 đâu. Nhiều khi mọi người hay nó cùng với cái deadline của báo cáo quý 1 đúng không? Thì sẽ là của báo cáo quý, quý 4 là ngày 30 tháng 1. Nhưng mà đối với tiền nộp này thì deadline nó sẽ là ngày 30 tháng 1 ạ.
Rồi, em sẽ có một cái ví dụ trên đây để về cái việc mà nếu mà trong trường hợp khi mà mình tạm nộp tiền thuế mà bị thiếu, hay là mình nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp bị thiếu thì mình sẽ bị như thế nào? Thì tình huống của em như sau ạ. Đó là trong năm doanh nghiệp X này thì có năm tài chính là mùng 1 tháng 1 và đến ngày 20 đến hết ngày 30 tháng 1 thì doanh nghiệp nộp được 70 triệu đồng tiền thuế rồi ạ. Và theo báo cáo quyết toán của năm 2023 thì tổng cái số thuế thu nhập doanh nghiệp mà doanh nghiệp cần phải nộp trong năm là 100 triệu. Tức là nộp được 70 triệu rồi, được chưa ạ? Vậy thì đối với trường hợp thứ nhất là ngày 25 tháng 3. 25 tháng 3 doanh nghiệp nộp 30 triệu tiền thuế nhập còn lại. Được chưa ạ? Vậy thì mình có thể thấy là hôm năm được 70 triệu rồi. Năm thì nộp 100 triệu đúng không? Vậy thì 80% quy định là mình sẽ phải nộp 80 phần tạm nộp 80% số thuế của cả năm đúng không? 80% số thuế của cả năm mình sẽ cần phải đáng đúng ra là mình sẽ cần phải nộp 80 triệu nhưng doanh nghiệp mới tạm nộp được có 70 triệu đúng không? Vậy là đang nộp thiếu mất 10 triệu. Vâng, nộp thiếu 10 triệu này doanh nghiệp cũng sẽ bị phạt lãi chậm nộp đối với phần nộp nộp thiếu 10 triệu này. Và cái thời hạn tính lãi ấy, giống như em vừa có trình bày cho mọi người rồi thì sẽ được tính từ ngày mùng 1 tháng 2, đáng nhẽ deadline là ngày 30 tháng 1 đúng không? Thì ngày bắt đầu tính lãi chậm nộp sẽ là ngày 31. Và ngày tính ngày ngày tính ra từ ngày mùng 1 tháng 2, được chưa? Từ mùng 1 tháng 2 đến 24 tháng 3 là 53 ngày ạ. Và số thuế chậm nộp mình sẽ là 10 triệu nhân với số ngày nhân với 1,03% ra 159.000. Đấy là trong trường hợp mà doanh nghiệp này là nộp tiền thuế vào ngày 25 tháng 3 là khi quyết toán đúng không? Là đúng trong hạn nộp quyết toán. Vậy trường hợp thứ hai ạ, đó là ngày 25 tháng 4 cái doanh nghiệp này mới nộp nốt cái 30 triệu tiền thuế. Và vẫn như trường hợp này thì cái số là mình nộp thiếu 10 triệu đúng không? Thời gian tính lãi chậm nộp với trường hợp này thì vì là nó nên mình sẽ phải tính hết ngày 25 tháng 4 là nó thành 84 ngày. Cái số lãi chậm nộp, số tiền lãi chậm nộp với phần nộp ấy sẽ được tính như này này. Bên cạnh đó, cái doanh nghiệp này này, nộp tiền thuế thu doanh nghiệp ngày 25 tháng 4 là quá deadline rồi đúng không? Thuế thu doanh nghiệp thì mình sẽ phải nộp trước ngày 31 tháng 3 đúng không? Vậy thì mình đang cũng nộp cái phần này và mình sẽ phải tính lãi chậm nộp dành cho phần thuế thu nhập doanh nghiệp mình nộp thiếu này ạ. Và sẽ là tính từ ngày mùng 3 tháng 4 đến ngày 24 tháng 4, tức là 22 ngày. Và mình sẽ phải tính lãi chậm nộp. Vậy đối với trường hợp 2 này, mình sẽ có hai loại lãi chậm nộp. Thứ nhất là lãi chậm tiền tạm nộp và thứ hai là lãi nộp của tiền thuế. Vâng, đấy. Như vậy là đối với hai trường hợp này thì mình sẽ lại có hai cái khác nhau đúng không? Cái thứ nhất thì nếu mà mình nộp này thì mình chỉ bị một một phần thôi, nên mình sẽ chỉ hai hai lại lần này đúng không? Rồi ạ. À, ngoài ra về cái phần gia hạn thời hạn nộp tiền thuế này thì mình sẽ có cả gia hạn nộp tiền thuế đất, tức là gia hạn thời hạn nộp tiền thuế đất với 50% tiền số tiền phát sinh trong năm 2024. Đó. Nó cũng là một